Chào quý vị và các bạn. Vào Biển Đông, gặp vùng biển ấm, bão số 3 liên tục mạnh lên. Sáng sớm nay đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong 2 ngày tới thì bão sẽ còn tiếp tục mạnh thêm, có thể lên đến cấp 14, giật cấp 17 khi mà tiến vào vùng biển phía đông bắc của huyện đảo Hoàng Sa. Sau đó bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn mạnh cấp 13, giật cấp 16, rồi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền của miền Bắc nước ta. Còn từ giờ đến ngày mai, bão số 3 chủ yếu vẫn sẽ gây thời tiết xấu trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới sẽ là phía bắc của vĩ tuyến 17 độ Bắc và kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này đều chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nơi chịu tác động trực tiếp của bão số 3 là phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến cấp 13 và giật cấp 16, độ cao sóng từ 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão đi qua từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. 2 ngày tới, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Gió mạnh có thể lên đến cấp 14, giật cấp 17, vùng gần tâm bão đi qua, độ cao sóng có thể từ 9 đến 11 mét. Cấp gió và sóng này là mối nguy hiểm rất lớn đối với tàu thuyền, ngay cả tàu thuyền có trọng tải lớn cũng có thể bị đánh chìm. Bà con ngư dân cần liên tục cập nhật về bão qua Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam với tần số 7906 kHz và 8294 kHz để chủ động lịch trình khai thác phù hợp. Ngoài ra, ở vùng biển phía Nam thời tiết cũng xấu do tác động của gió mùa Tây Nam mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió sẽ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, mưa rông, lốc xoáy, biển động. Trái lại, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ trở vào cho đến Quảng Ngãi, hôm nay thì ít mưa, ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ổn định cấp 3 đến cấp 4. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.